Sáng nay 5 tháng 10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Úc dự và chỉ đạo hội nghị. Với phương châm đổi mới linh hoạt thiết thực hiệu quả, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới, cửa khẩu, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên biên giới, duy trì, nâng cao hiệu quả và nhân rộng các chương trình, mô hình, phong trào bộ đội biên phòng giúp dân phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các phong trào, chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, xây dựng tuyến phòng thủ khu vực biên giới vững chắc. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động nắm, dự báo, phân tích, tổng hợp tình hình và kịp thời tham mưu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng bộ đội biên phòng tỉnh Long An vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì tốt chương trình kết nghĩa hai bên biên giới, xây dựng biên giới đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.